Vừa qua, fanpage chính thức của cuộc thi Miss Universe Việt Nam khiến fan sắc đẹp đứng ngồi không yên khi úp mở về mùa giải 2024. Theo đó, phía này chia sẻ hình ảnh giới thiệu nhà sản xuất kèm dòng trạng thái Coming Soon, sắp ra mắt. Đáng chú ý, Miss Universe Việt Nam 2023 vừa tìm thấy chủ nhân cách đây ít tháng. Hơn nữa, đương kim Bùi Quỳnh Hoa dường như im hơi lặng tiếng trong địa hạt sắc đẹp suốt thời gian qua, nguyên nhân xuất phát từ những thị phi về đời tư. Ngay sau chung kết Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hoa hứng chịu nhiều tranh cãi về nghi vấn mùa giải vì khán giả phát hiện phần trả lời trong phần ứng xử của Bùi Quỳnh Hoa được sao chép hoàn toàn từ một bài viết trên Google. Dù lên tiếng phủ nhận, thậm chí tổ chức quốc tế Miss Universe chứng minh mùa giải minh bạch và chiến thắng được đánh giá một cách trung thực, song vẫn không thể xoa dịu dư luận. Bùi Quỳnh Hoa sau đó chịu bão phẫn nộ trên mạng xã hội, thậm chí bị lập một nhóm anti-fan. Chưa dừng lại ở đó, mạng xã hội còn liên tục lan truyền hình ảnh nghi Bùi Quỳnh Hoa sử dụng bóng cười tại tụ điểm ăn chơi. Thị phi chồng chất khiến hình ảnh của nàng hậu ít nhiều bị ảnh hưởng. Giữa thời điểm ồn ào, Bùi Quỳnh Hoa rời Việt Nam đến El Salvador dự thi Miss Universe 2023, song cô trượt top 20 chung cuộc. Sau hành trình đem chuông đi đánh xứ người, Bùi Quỳnh Hoa về nước trong âm thầm. Dù trong nhiệm kỳ, song các hoạt động của Bùi Quỳnh Hoa được cho là mờ nhạt, tình trạng này khác với các hoa hậu đăng quang từ các cuộc thi sắc đẹp khác. Trên mạng xã hội, Bùi Quỳnh Hoa dạo gần đây cởi mở hơn, song các hoạt động của cô chủ yếu là chia sẻ hình ảnh đời thường. Trên các phương tiện truyền thông, những thông tin liên quan đến Bùi Quỳnh Hoa lại rất nhỏ giọt. Điều này khiến fan sắc đẹp cảm thấy khó hiểu. Thậm chí có người nhận định Bùi Quỳnh Hoa dường như tàn hình ngay trong nhiệm kỳ của mình. Cũng có ý kiến bày tỏ sự cởi mở, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, ai cũng có những sai lầm. Việc Bùi Quỳnh Hoa ở ẩn hoàn toàn dễ hiểu. Đó là dịp để cô có thể rèn luyện bản thân, xuất hiện giữa bão thị phi không phải là một phương án tốt. Hy vọng Bùi Quỳnh Hoa sẽ sớm trở lại với một phiên bản tốt hơn. Không chỉ có Miss Universe Việt Nam 2024, các người đẹp cũng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho Miss Grand Việt Nam mùa giải mới. Trong đó, Phí Phương Anh và Vũ Thúy Quỳnh là hai cái tên bị khán giả gọi tên nhiều nhất. Phí Phương Anh sinh năm 1997, cao 1m74, cô là quán quân The Face Việt Nam 2016. Không chỉ là một người mẫu fashionista, Phí Phương Anh còn chuyển hướng sang làm ca sĩ từ năm 2021. Cuối tháng 11 năm 2023, xuất hiện trong buổi ra mắt MV Người đẹp đội vương miện mặc đầm dạ hội màu xanh đúng tông màu của Miss Grand và úp mở chuyện sẽ đăng ký dự thi Miss Grand Việt Nam 2024. Phương Anh có lợi thế về kinh nghiệm sân khấu, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên chắc chắn sẽ là một đối thủ nặng ký tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024 nếu cô tham gia. Vũ Thúy Quỳnh, người đẹp sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp, người đẹp ảnh top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, top 12 siêu mẫu Việt Nam 2018, giải siêu mẫu phong cách cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team huấn luyện viên Hương Giang tại The New Mentor 2023. Thúy Quỳnh lọt top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Miss Cosmo Việt Nam 2023, đồng thời giành giải thưởng phụ Best Face khuôn mặt đẹp nhất. Với thành tích thi nhan sắc đáng nể như thế này, Thúy Quỳnh sẽ có rất nhiều lợi thế để hoàn toàn có khả năng chinh phục vương miện. Ngô Bảo Ngọc, sau khi dừng chân ở top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, người đẹp Ngô Bảo Ngọc cũng được gợi ý tham gia Miss Grand Việt Nam 2024. Nhiều fan sắc đẹp nhận định nhan sắc của Bảo Ngọc rất hợp với Miss Grand, tuy nhiên do cuộc thi Miss Grand Việt Nam giới hạn độ tuổi là từ 18 đến 28 tuổi, mà Bảo Ngọc sinh năm 1995, năm 2024 cô sẽ 29 tuổi, đã quá tuổi có thể tham gia cuộc thi.